Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có công điện số 1988 ngày 6 tháng 12 năm 2021 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Tại công điện 1988, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn, trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên lạc được với cơ sở y tế, không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo việc tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài. Đặc biệt, các trường hợp đến, đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi, gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và một số quốc gia khu vực châu Âu. Các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc xét nghiệm, cách ly, giám sát, theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm ILI, viêm phổi nặng do virus SVP, giám sát dựa vào sự kiện EBS, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19. Các địa phương cần chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định. Kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị để nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, ngay khi được phân bổ vaccine. Đảm bảo an toàn, hiệu quả, rà soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên. Triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian, theo hướng dẫn tại công văn số 10225 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị các địa phương sẵn sàng các điều kiện y tế cho điều trị toàn diện, phân tầng điều trị và giảm đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu, tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân tầng điều trị, bảo đảm đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất, tổ chức sử dụng thuốc trong điều trị COVID-19 ngay sau khi được phân bổ tiếp nhận. Các địa phương phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, trường học, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Ngày 25 tháng 12 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng quan ngại của virus SARS-CoV-2 là Omicron B.1.1.529, ghi nhận lần đầu tại Nam Phi. Ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng này. Biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta. Tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới Omicron, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Các tỉnh thành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800, thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K, trong đó tập trung vào các trụ cột chính, xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề cao ý thức của người dân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.